Mừng cô chú anh chị đã xem kênh ạ. À, hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị cái cây vú sữa tứ quý. Dạ, bên em gọi là Mica tứ quý của chú anh chị, vì có thể ăn được cả giỏ luôn của chú anh chị. Dạ, được của một bà chị khách của em Tòng này của chú anh chị. Nhìn nó tái của chú anh chị thấy quằn quại luôn. Bà chị nói là ăn được là ba tái rồi của chú anh chị. Đây còn đếm cái đầu tái rồi còn nhiều. 3 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 nó với 3 nó là 26 tái của chú anh chị trên cùng một cây. À, tổng được 1 năm, nay nay nữa là giáp năm của chú anh chị. Đây, tái ghê của chú anh chị. Dạ. Cực kỳ luôn. Nó khằng khằng nó còi còi nó của chú anh chị nhưng mà nó sai quả. Nó, mấy cái tàn tược sung mà bả cắt bỏ luôn của chú anh chị, bả cho nó dưỡng cái tái luôn của chú anh chị. Nó tinh cùng một cây nhỏ vậy mà để tái nhiều quá thành ra tái nó hơi nhỏ của chú anh chị. Đây nó chín thì Mica và dòng tứ quý cũng vậy của chú anh chị, nó bắt đầu nó chín là nó sẽ chuyển dần màu nha chú anh chị. Dạ nè, nó đang chuyển là của chú anh chị thấy không, cái màu tím này là tím than. Dạ, cái màu tím của cái kia thì là tím tím tươi hơn. Dạ, Mica thì nó tươi hơn. Dạ, đây đang chuyển dần này của chú anh chị. Tại mình để quá nhiều tái thành ra tái nó nhỏ nha chú anh chị. Nó nè của chú anh chị, nó đang chuyển lên nè, chuyển lên tới cái đầu luôn là sẽ ăn cả giỏ luôn được luôn của chú anh chị. Đó là những điều lưu ý. Dạ. Cây thì nó quá sung thì sẽ lo nuôi nhánh không mà nó chưa nó có cho tái. Này là hiện tượng tự nhiên này của chú anh chị, này hiện tượng tự nhiên này mình không có xịt thuốc của chú anh chị, thành ra nó hơi bị rẻ nên giờ này của chú anh chị. Nhưng mà mình trồng ở nhà mình ăn thì mình không nên xịt thuốc nhiều tại vì rất hại cho sức khỏe. Thì cô chú anh chị nào miễn mà tầm có quy mô công nghiệp mà tầm để mình bán chợ thì nhớ bao bọc xịt thuốc. Còn tầm mà những cái tái để ăn thôi thì kệ nó, sao cũng cũng kệ nó cô chú anh chị. Nó thấy không, nó ghẻ ghẻ như nào chú anh chị. Nó những điều con chia sẻ tâm tình đây đang hay là cô chú anh chị, nó đang chuyển lên nè, nó chuyển lên tới đầu luôn, nó mới chín hoàn toàn. Dạ, ăn cực kỳ ngon ngọt. Dạ, không thua kém gì lò rèn của chú anh chị. Dạ, cho chú anh chị biết cái thông tin. Dạ, tái hay chi chít luôn, thiệt dữ thiệt luôn, nhỏ nhỏ mà nó đeo quá tí của chú anh chị, chứng tỏ là cây hay dòng giúp túi túi quý của chú anh chị nó chạy tái cực kỳ ngon. Dạ, rất là dễ đầu ra hoa đậu tái. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm. Cây lứa lứa tái này, lứa tái tước này của chú anh chị. Lứa tái này là lứa tái trước Tết, thường thường bây giờ hiện tại mùa vú sữa thì nó mới có tái, mới có bồng của chú anh chị, khoảng qua Tết nó gần gần Tết mới có tái nhiều. Nó vô mùa nó cho chú anh chị chim ngắm một con quanh gốc thì nè chú anh chị, nó tầm khoảng hai mấy chưa được 30. Dạ, quá tầm mô mô cho chú anh chị như cây kiển vậy đó của chú anh chị, thấy không ạ? Từ từ cái vỗ đất vô. Rồi cần cái giống vú sữa Mica, Mica tứ quý và các dòng vú sữa khác thì xin liên hệ bên con. Đó, cho con chân thành cảm ơn của chú anh chị xem kênh. Con xin kết thúc video ở đây ạ. Đó, hay mời của chú anh chị, cực kỳ mời luôn. Chân thành cảm ơn đã xem kênh ạ.